Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha anh em. Thì hôm nay sẽ làm tiếp tục là một cái món ăn thường ngày của mình nữa cả nhà. Hôm nay thì mình mới đi làm về, nói chung thì cũng làm biếng nấu ăn á, nên là ghé một cái tiệm gà của người Hoa cả nhà, mua ăn cho nó tiện và nó nhanh luôn ha. Cái này thì mình mua một phần đùi gà 1.4 cả nhà, một phần như thế này thì khoảng có 55.000 thôi. Nhưng mà cái quán này của người Hoa bán rất là ngon, bán ở tại Sài Gòn cũng mấy chục năm rồi đó. Rồi ok, mời tất cả anh em cùng dùng chung cái bữa tối với mình nha. Mời anh em nha. Đã quá. Này là cái đùi gà 1.4 đó cả nhà. Wow, đã quá. Bữa tối thì mình thường làm biếng nấu ăn lắm cả nhà, mình mua đồ ăn ở ngoài. Ăn thịt gà mình ăn tay không á thì mình mới cảm nhận được hết cái hương vị nó như thế nào. Tay không nhìn nó mới ngon nè. Nếu mà dùng đũa dùng nĩa mình gấp á thì nó không có được ngon mấy đâu. Kiểu như mình ăn dân dã. Wow, miếng gà khá là hấp dẫn cả nhà.
Quá đã. Wow. Cái quán này là cái quán của người Hoa cả nhà. Nên là cái cơm chiên người ta nêm nếm nó cũng đã vừa ăn rồi. Khá là ngon. Làm miếng ớt sắc này mới ngon. Wow. Phê. Một người mà ăn một phần như thế này no. Quán này bán cũng được mấy chục năm rồi cả nhà. Bán rất là nhiều món luôn. Cơm, mì, vịt quay, heo quay. Rất là nhiều á. Đâu đó khoảng mười mấy món á. Mm-hmm.
kiểu giống như là thơm ngon đến giờ cuối cùng. Quốc miếng ớt. Miếng già. Wow. Đã. Wow. Tiết mặn tráng miệng. Wow. No cả nhà. Rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn. Tối nay ăn đơn giản như vậy thôi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình nha.